người đứng thẳng. Hãy cùng MC Dương Thanh Vàng cùng tìm ra người đứng thẳng. Và em đã quyết định là sẽ lấy tên là Công Chúa. Bên kia có Công Chúa rồi thì bên này phải có Công Công. Công Công Quang. Những tình huống trở chiều, những câu hỏi có một không hai. Sữa của Hà Mã có màu gì? Em uống sữa của Hà Mã chưa? Em uống sữa voi ạ. Tất cả sẽ có trong người đứng thẳng với phần tranh tài của diễn viên Công Dụng, diễn viên Phạm Hy, diễn viên Khương Đại Vệ, ca sĩ Sa Băng. Người đứng thẳng phát sóng vào lúc 19:15 thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021 trên VTV9.